Xin kính chào các quý vị. Hôm nay có một người khách ở thành phố khác đặt chúng tôi một bộ loa Kensington đến từ Anh Quốc và một bộ đôi sản phẩm đó là hãng Synatic đến từ Ý. Đây là bộ đôi sản phẩm nghệ thuật trong âm nhạc và chơi một định dạng đó là thuần đèn CD xuất âm cũng là bóng, âm đi bóng. Và bây giờ thì tôi sẽ xin khui thùng con Kensington này để gửi cho quý vị cũng như là bác khách để có một sự cảm nhận. Đây, đầu tiên tôi muốn nói đến cái dòng Kensington này, đó là phiên bản thứ 3 của dòng Tannoy. Và đây là một trong những dòng loa mà rất là được nhiều fan hâm mộ cũng như là nhiều dân chơi audio rất là yêu thích. Đầu tiên dòng loa này thì sản xuất tại Anh Quốc. Và điều thứ hai, đây là dòng loa làm nên thương hiệu này chính là dòng Tannoy, và đây là dòng Kensington VR, đây là Gold Gifford, đây là hàng tham chiếu của hãng. Còn đây là dòng Bretin, tức là những dòng có bản đặc biệt. Và dòng loa này thì rất là được người Việt mình yêu thích, đó là cái chiều cao cũng như là khổ rộng và chiều sâu. Và dòng này thì đã được hãng rất chú trọng đến cái dòng sản phẩm này, đó chính là 500 củ Anico. Đó là một củ cho một chất lượng âm thanh rất là tuyệt hảo. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin khui thùng ngay cho các bạn. Với các bạn mua những dòng loa này tại Thiên Hà Audio chúng tôi thì đây là những hàng chính hãng được nhập khẩu về, nên được chế độ bảo hành tuyệt vời của hãng cũng như là được sự hỗ trợ của hãng. Đó, khi các bạn nhìn thấy dòng này ra thì tôi sẽ móc thùng cho các bạn nhìn, và tôi sẽ không nhận được kỹ thuật móc dòng này. Các bạn bóc những thùng loa như này thì các bạn hết sức lưu ý vì trong này nó có một cái hộp phụ kiện đi kèm, và các bạn phải luôn lưu ý này, đây là hộp phụ kiện đi kèm, đó là cái sự cẩn thận đóng gói của người Anh. Mở ra thì có một mùi xi rất là hấp dẫn, tức là cái mùi đây là nó có nét đặc trưng rất là thơm. Đầu tiên thì chúng ta đã nhìn thấy ngay một cái hộp xi và một quyển catalog để hơi cao, và đây là một chiếc chìa khóa tượng trưng cho chìa khóa vàng và đèn mình để có thể là khi chốt để căng lại đó. Còn ở dưới đây là hộp xi, và các bạn khi dùng một thời gian các bạn có thể là dùng xi để các bạn để bảo dưỡng gỗ. Còn dưới này thì đây là hệ thống của bộ chân, là chân côn, tức là có nhiều định dạng cho người chơi, cũng có thể là mình chơi chân nhọn này để khi mình đặt vào các thiết bị như này thì sau đó mình đặt lên chén hứng này, để người ta chăm chút và cầu kỳ đến tận những chén hứng như này thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào. Còn bao giờ cầu loa này thì cũng đánh theo định dạng DIY, nên bao giờ các bạn cũng sẽ có được những cầu loa dây như này. Và năm đo đợt này thì tôi đã thấy các cầu loa này làm rất là cẩn thận rồi đó, thì một chút nữa thôi thì tôi cũng sẽ xin đấu để các bạn có một cái sự cảm nhận. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin được cùng những kỹ thuật lật thùng này, nhưng mà lật thùng này thì các bạn cũng phải hết sức lưu ý là khi lật thùng này, nếu mà một người thì các bạn phải có cái cây, còn nếu không thì các bạn phải có một cái để hỗ trợ cái lật cái thùng này. Đó, các bạn nhìn thấy các vân gỗ này đẹp, thơm, mùi đúng là mùi vân gỗ rất là thơm lắm. Các cái đấy này thì rất là đẹp, trong chuốt, hàng mới. Còn đây là cầu loa. Và cầu loa thì bao giờ cũng đánh BY, có hai cầu trên, hai cầu dưới. Hai cầu trên thì bao giờ cũng được lợi dải âm trung, hai cầu dưới thì lại âm trầm. Còn đây là cái xả mát. Thì đây củ loa này là một gỗ đẹp quá. Nào, bây giờ tôi sẽ xin được lại.
hút lưỡi căng trông như là vải lũi thô, trông tạo được độ sang trọng của cặp loa này. Đẹp quá. Với một con gỗ mà màu ốc chó này thì tôi nghĩ, và độ bóng như này thì tôi nghĩ đây là một cặp loa rất là hoàn hảo. Đầu tiên nó có một cái bát 25 phân và có phút nhún. Thì một chút nữa thôi tôi sẽ nói sâu về mặt kỹ thuật. Đây là những cái logo của hãng cũng như là trên một tấm đồng mạ vàng. Và đây là các nút vi chỉnh của các giải tần với những đôi tai khó tính. Và đây là cầu mở. Và trong này thì mùi gỗ vẫn thơm nguyên, được loại đẹp quá. Mà tôi nghĩ đây là một loại hoàn hảo. Khi phối ghép cùng với cả đi đèn xích ăn xích. Vâng, đây là cầu loa đằng sau. Với người nước ngoài thì người ta khuyến cáo luôn đánh ở dạng định dạng cầu trên. Tức là cầu để lấy giải trung trung cao để nó có được âm thanh rõ nét hơn. Nhưng với phong cách của người Việt mình thì luôn luôn thích cái giải trung trầm, giải trầm. Nên tôi vẫn thích đánh theo ở định dạng, đánh từ cầu giải dưới. Bây giờ thì tôi sẽ xin đấu cho các bạn. Thì rắc tôi cắm đằng sau là của tôi là rắc bắp chuối, nên tôi sẽ để thử lỗ đai lại để cho các bạn nhìn đó. Và cầu loa này thì nó có 5 cọc loa, thì như vừa nãy tôi cũng đã giới thiệu, đây là cọc xả mát đó, ta chỉ cần đấu thế là xong. Còn bây giờ tôi sẽ kết nối hai cầu cổng âm dương của âm ly ra đây, đây là loa có thể là phát huy được cái công năng kia của mình rồi. Và với dòng loa này thì hôm nay tôi thấy rất là ấn tượng với cái màu gỗ ốc chó này. Lâu lắm rồi tôi cũng mới lại được cùi thùng màu ốc chó này đẹp như này. Và với những cái vân gỗ cứng như này thì còn tuyệt vời gì bằng. Đó. Còn với các bạn chơi những đôi đai khó tính thì các bạn có thể nhớ chỉnh, đây là các tinh chỉnh nhé. Đây là của giày, đây là chép này. Đó. Còn chép trên chép dưới đó thì các bạn có thể là theo đây các dạng tinh chỉnh. Còn nếu không có vấn đề thì các bạn cứ để cho định dạng như tôi ở định dạng Norman nhé. Và luôn nhớ là dòng này là dòng đã lên đến đỉnh cao rồi, nên đã có củ 500 Manico rồi. Thì đây là một cái định dạng chơi về dòng loa này rất là tuyệt vời. Và dòng loa này thì nó rất là được nhiều người thích vì nó có một cái chiều khao rất là đẹp so với các phong cách của người Việt mình. Khi kê lên cặp loa này, mình có thể là kê lên một cái chân kệ tầm 10 phân cũng được, hoặc có thể kê cao hơn một chút cũng được, hoặc giữ nguyên cái vị trí như này thì cũng đã là một cái điều. Vì tâm sắc của âm thanh của cặp loa này thì sẽ đúng vào ngưỡng của tai người nghe. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin phép được cùi cùng bộ đôi sản phẩm đến từ Ý này. Đây là một người khách khi chơi những dòng sản phẩm, nhất là đôi loa Kensington, đó là một đôi loa rất là chất lượng. Thì cũng muốn hướng tới có một chơi, có một chất âm, màu sắc âm thanh phải là đẹp. Và qua sự tư vấn của nhân viên kỹ thuật của Thiên Hà thì chúng tôi đã giới thiệu một bộ đôi đến từ Ý. Và bộ đôi này thì hoàn toàn dùng bằng thuần analog, tức là kể cả CD này cũng xuất ra bằng bóng. Đây các bạn đã nhìn hai bóng đây rồi. Với chiếc CD của Ý này thì các bạn sẽ thấy nó có một cái sự rất đặc biệt, đó là cái màu mặt đằng chiếc, đó là cái màu đen piano. Tôi thấy nó rất là huyền bí và đẹp. Người Ý thì luôn luôn có cái thế mạnh là làm những âm ly có chất lượng, nghe lúc nào cũng sâu lắng nhẹ nhàng theo đúng màu thuần, màu bóng. Các bạn thấy không, vẫn còn nguyên cả guarantee nhé, tức là cái mặt này vẫn còn nguyên hết tất cả các lớp ly lông phủ như này đó. Còn và vị trí của chiếc CD này thì nằm ở dưới này. Còn bây giờ thì tôi lại xin được quay lại mời các bạn để chúng ta cùng bóc chiếc âm ly A100 Titan này, dòng Action này. Đây là một, đây là một phiên bản lớn nhất của hãng Synaptic này.
chiếc âm ly này thì được mệnh danh là võ sĩ giác đấu vì nó có một cái cân nặng tương đối khủng khiếp, lên tới 40kg cho một cái âm ly thích hợp thì tôi nghĩ nếu mà cân nặng đi kèm cùng chất lượng thì đây là số 1. Các bạn làm những cái xong thì các bạn nhớ cất những cái ghim đi vào cho vào hộp hoặc là bỏ thùng rác nhưng phải gói cẩn thận vào để tránh làm tổn hại những người khác đó. Còn cái này thì một mình tôi cũng không bê được, tôi cái này nặng quá thì tôi cũng phải nhờ chị Vinh kỹ thuật giúp tôi một tay cho sản phẩm ra ngoài. Đây là trong này thì có một cái remote đó để cắt CNC và rất là đẹp, thì một chút nữa thôi thì tôi sẽ lắp pin chiếc remote này vào. Còn bây giờ thì tôi muốn đưa cặp này lên là mời nhân viên kỹ thuật giúp tôi đưa cặp này ra ngoài. Sau khi đã set up loa vào vị trí cũng như là đưa bộ đôi sản phẩm này lên trên kệ, còn bây giờ là cái phút rất là hạnh phúc và được thoải mái nhất, đó chính là bóc cái canopy này đó. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy một lớp sơn piano rất là đẹp. Cái này thì lại ăn vành xuống phía dưới thôi, chắc là cũng không ảnh hưởng gì lắm. Còn về phần trên này thì tôi cũng xin bóc được ngay chiếc âm ly người ta gọi là võ sĩ giác đấu này. Còn nhân viên Thiên Hà thì gọi một tiếng trìu mến đó là em bé, vì em 40 cân rồi. Đó. Bây giờ thì tôi cũng sẽ xin được nhấc cái mặt này ra để các bạn có một sự chiêm ngưỡng. Các bạn thấy tuyệt vời không? Đấy là những dàn bóng của Gold Lion. Đây là một trong những hãng bóng của người Anh đặt chất lượng rất là cao bây giờ. Là một cái thứ hai là với trọng lượng tấn 40kg thì một vài với clip sau thì tôi sẽ xin giới thiệu sâu hơn. Còn bây giờ thì clip xin tạm dừng ở đây và xin hẹn các bạn vào clip sau. Các bạn thấy hay thì hãy vào Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc, và sẽ có nhiều YouTube để gửi đến các bạn. Xin chào.